Không phải, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Để tôi bắt hình là nó quéo giò liền. Anh Duy á, anh Tăng Duy là anh quê em, anh mới bắt hình lên nè. Đó, anh bắt hình có sản phẩm Quốc Trường lên nè. Quéo liền, cái này nè, nè, tin tôi đi. 1, 2, 3, like, like liền chứ. Trời ơi, nó nóng lòng lắm rồi. Đây, không đây nè, hỏi Hiền đi, em còn hối chưa nha. Đó, đó chứ. Hối thì Hiền cơ, từ từ đi anh. Ra bắt hình nè. Biết trước nè. Từ từ, đi từ từ không sao đâu. Nó nhưng mà kỳ thấy không? Sao nó điệu quá lâu vậy hả? Điệu quá vậy hả? Không có. Tại nó quay lại nó đón em mà. Tại chứ quay về đón em mà. Câu chuyện nó lại vậy. Đưa đòn qua, câu chuyện nó lại vậy. Do là em đòi em định đi ráp. Em là em định bắt ráp, em sợ vô tình nếu mà mình đang ngồi bắt ráp anh Quang thấy bên cái địa chỉ bên đây. Mình nói nhiều khi đang ngồi đang coi mình đâu có biết được, mình sợ nó sơ hở em mới nghĩ tới là em sẽ kêu tài xế để đi. Đi đưa em qua, tại vì tài xế thì em thông đồng với nó được. Thông đó. Đồng thấy chưa? Đồng đó, lõa thấy chưa? Anh, mà anh Quang, mỗi lần anh Quang đi đâu, em phải làm tóc cho anh. Nghe lộ đó. Đó, tại anh Quang nhưng mà anh chưa biết gì đâu. Anh Quang sẽ không lộ sản phẩm. Lộ rồi. Lộ rồi phải không? Anh Quang sẽ làm tóc được. Mà ở nhà em dẫn rất là kỹ nha. Anh, em làm tóc cho anh rồi. Là nhớ giữ cái tóc này. Có nằm cũng phải giữ nha, không có được hư tóc. Trời sao ế gì. Có này bình thường là em đi tiệc là em phải make up cho em mình làm tóc cho anh Quang mà em không make up trước. Đó em chỉ làm tóc thôi. Rồi em còn nói nè, bây giờ anh làm tóc xong cái anh make nhớ make up kỹ nha cho tiệc của anh Trường, tại vì tiệc của anh Trường cũng chắc là trang trọng đó. Rồi ngoài cái tiệc của anh Trường qua anh ngồi đó nhiều khi đổ mồ hôi thì anh đi qua bên em nữa. Anh đi qua là em có nói tổ chức sinh nhật của anh bình thường nhất đó. Là ngồi ở đây xong rồi đi qua anh kia nữa là nó sẽ rất không còn đẹp nữa. Bắt đầu cái em dặn rất kỹ luôn. Nhưng mà cái tài xế đưa em tới đây, đưa em tới đây thì quay về mình cũng như dự kiến là 6 giờ tới đây. Nhưng mà thật sự em nói là cái này thật sự là may mắn. Nếu mà anh Quang 6 giờ tới đây là bể hết câu chuyện luôn. Bể hết luôn, 6 giờ là em không có cái quần. Chưa nè, trời đánh hết rồi. Dạ. Không, ở đâu Sài Gòn mưa, đúng chỗ này nó mưa. Thôi hên thiệt. Anh ơi, mà cái quần nó phải dính cái quần đàn không đâu, dính luôn cái quần em. Thì người bộ bếp của em thì cái cô người làm lấy đúng cái quần của em đi giặt. Mà chị bỏ vô máy giặt thì làm sao mà lấy ra được. Nhưng mà ông trời quá, thương hai lúc em đi cũng rồi. Không mưa, hên là mới đáy xong là rơi giọt á. Sợ đó, cái quần em. Hồi nãy mấy Dung nói đó. Trời ơi trời, sao nó chưa tới lên trời đen chụp lùi vậy. Mà nãy có rơi giọt luôn anh, trời rầm một cái. Em nói nè, lúc em đứng ở đằng sau đó, em nói trời gặp, sắm chấp một cái luôn. Tại vì thua rồi đó. Anh nói trời, thua thôi. Mưa cái anh mình chạy. À, là mưa rộng 55. Lúc vừa bước lên sân khấu là nó rầm, mấy lần nữa. Đang tụi lùi luôn kìa. Mà nói là chị lo nhất á. Mưa cái là vô kia là hấp vui rồi. Tại vì em mới nói, em rất là sợ. Chừng mà điện tử rồi. Ngày hôm qua, em đang nhắn tin trong nhóm. Em đang ngồi trong cái nhắn tin mà em vô toilet này phải khách to á chị. Em vô toilet em phải lóc cửa lại. Có bò còn nhiều mấy. Không em đâu lóc cửa này đâu. Em đang nhắn tin với mọi người đúng không em? Bỏ cửa vô trong. Cho em giật mình giống như là em đang nhắn tin ngoại tình với ai vậy đó. Tại vì em đang nhắn tin lén lút. Gấp lắm rồi. Nhưng mà hả, thường thường mà hay giật mình vậy là em nghi cái app này. Để thường á là đứa cái là hay chọc tức em coi mấy cái chai sáu muối gì không? Ghen á, em có nghĩ là gì đó. Là chơi ghen á. Ghen á. Mà công trình người ta chảy cho cái đầu bóng mướt gì cũng ghen nữa. Thiệt tình thôi đúng đây. Em có nằm đâu. Em nằm đâu có dám nằm đâu, em nằm vô cái võng mà em để cái cổ ủa là tức là nó nói vậy em làm thiệt chứ luôn hả? Đó, trời ơi thiệt tình chỉ có tình yêu mới làm mù con mắt thôi. Uống đi vô nói nó nói chơi gì mà nó làm thiệt đó. Sáng nó thiệt chứ nói chơi là em nói thiệt sáng không nổi đó. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, trời ơi anh ngồi mấy Dung ơi. Anh để trong rồi đó anh Trọng ơi, nó làm tóc cho thằng Quang má bên đây, bên đàng hoàng nó tưởng ai là đừng có có dù chết mấy nằm ngủ cũng không được giữ nguyên. Hư giữ nguyên, nó nằm gì là nó ngủ được hay thiệt. Rất muốn nhắn tin cho anh Lê Nam luôn. Yêu nha, yêu đó, yêu mà bị gạt hơi quê. Nhưng mà bây giờ anh Nam mới có vừa chấp nhận bên Zalo. Ai quy cao. Có nghĩa là vô tình là em có phải bên Nam. Xong rồi mấy ngày liền kề là anh Quang đang giữ cái máy 11. Mà máy 11 là có Facebook của em. Mà cái máy 11 đó là anh Quang đang liên lạc với bên Phú Quốc để làm tiệc cưới. Anh Quang giữ cái máy đó xuyên suốt luôn. Trời nó thiệt quá, tầm điện thoại chảy. Chảy, tại vì cái người anh Quang anh giữ cái máy đó là xuyên suốt luôn, em đâu có dám thiệt. Nhắn em mà nhắn lên anh Nam anh nhắn Quang tin nhắn là bể liền. Em không dám nhắn. Em đã định cao diễn xuất mùa đó. Chứ gì nữa. Tại nó thiệt quá.
chết rồi. Em sợ nó thiệt quá chứ em làm không đề phòng tin nào bên Facebook rồi nhờ gì sao không giữ anh mọi người á mọi người đồng loạt À, bên bông bông tre không cái này anh để cho em kể đi là câu chuyện nó lại gì nè là khách mời là trong đầu em là rất muốn anh Thanh với chị Kha Ly nhưng mà thí dụ bình thường ví dụ như tiệc tùng hôm qua là người mời về mời mới đúng lý cái tại sao em là người mời mà bây giờ nếu mà em không có Facebook em cũng không có Zalo em cũng không có sinh hoạt em không có diện lạc luôn đó nhưng mà em không biết sao mời mà nếu mà giờ em liên lạc Facebook nhiều người quá lỡ mà hớ lên một tin nhắn là bị bể thì cái ngày hôm đó vô tình má Phương Dung ấp cái bot quên mất trường thiệt mày quên mất trường lên rồi cái anh mới lên bình luận là anh nói ủa alo gì đó đúng không thì anh em mà anh là một á là anh vô giống như là mình tương để tương tác cho nó cái sản phẩm nó lên ừ tâm lý mà chơi thân nhau không mời là cái chuyện đó bình thường không em mình giống như là mình muốn bi ai cho bạn mình luôn không ngờ nó nhắn vô mình ủa đụng gì vậy tại sao mà em bất thường á mình lấy bạn mình ra sản phẩm của mình lên quê anh bất thường anh chụp cái bình luận của anh vô trong cái lớp mẹ bút con có gì cái bất thường đó là từ đây tới ngày 8 tháng 7 sẽ còn nhiều người chết anh nữa đó đó là tôi rất nữa cái em mới nói với cái người này anh ơi bây giờ em bận em cứ lắng cắn hai cái gì đấy bây giờ chị lên đây đang mang bầu đó mẹ em biết là dần xanh rồi em không một phần là em chỉ nghĩ ra đến những lo chị để một phần nữa là em không biết nhỏ lời làm sao đấy mà tại vì em không có mày không có do là biết gì hết sau cái anh kiểu đấy ok mời luôn đi em biết qua là em nhắn tin cho anh mỗi lần em nhắn anh có nhớ không rất là gian chân mỗi lần mà em muốn nhắn tin trai là mấy anh Quang ơi đưa lại cái 11 cho em đi em bảo không tốt có lẽ em không lấy lại được cái máy đó đôi khi mình cũng không thiệt nha nhắn tin cho anh dùng nó chủ công chúa nhắn tin cho em gì vậy chủ công chúa gì thấy công chúa rồi hu hồn hồn lại luôn có cười lắm em thấy tại vì cái máy 11 là Facebook em cầm là có Facebook hết nên ai nhắn là em đấy có nghĩa là đang live bạn tự nhiên là bạn nghĩ mình nghĩ ơi em ở sao là bị lộ quá cái chữ tìm nhắn rồi bị đi mà em cũng gia trưởng giữ điện thoại người ta chi vậy có anh hiểu có gì hiểu gì làm thiệt gia trưởng nha tính ơi sao vụ này mới lộ cái này gia trưởng quá siết rồi giữ mật khẩu rồi lấy điện thoại nữa ngày anh khỏe đó nhậu dục điện thoại luôn anh đâu có làm gì đâu mà sợ thôi được rồi nguy hiểm quá nghe quá chừng sợ sáu muối gì đó nó muối đúng nha sáu muối đúng á nghe đó trời ơi hôm nay lộ nhiều cái giống nha ghen đồ em gia trưởng giữ điện thoại rồi khẩu rồi sợ sáu muối đó vô mà hiền mà trang có người tâm sự hay tâm sự riêng tin nhắn để em ngoại bà ơi tôi bắt giường như nản vào riêng tất cả mọi người trong group là ngoài cái group ra còn tin nhắn riêng nữa tin nhắn mời nhiều khi anh quen anh thức thì anh cầm cái điện thoại có Zalo anh coi tin nhắn sao em ăn hết tất cả mọi người chứ em có thắc mắc tại sao con chú thu hồi ủa là bà cạn chứ bà hiền không em lại nghĩ là con chú gửi mấy cái clip là chạy cho hết liên quan nó đạt á rồi cho xong rồi chú thu lại thì dạ nó uổng thôi dạ này công chúa là em thu hồi mấy cái nhiều tin nhắn quá tôi còn không biết trời giờ lộ nữa đa nghi nữa chúc mừng Trang hôm nay đã giảm tôi thành công còn hay quá buổi tiệc hay quá không một bài giống như bài tết vậy đó bài tết hôm nay ông cũng công bố là đa nghi vẫn còn đang ngay đi lao tại vì bữa nay bạn đồ hơi đợt Đà Lạt đó cho nên nó hơi nóng ủa thì không gì thì hả thì con chỉ thích chờ ở ngoài đúng không em nói là chị đi vệ sinh đó cái bình ác mà chị hứa với em không về mà đâu hứa là ngay cả cái nhà này đi bắt đầu anh không nghĩ là em tự chị hiền có nghe em biết không cái mật khẩu đó lại là tin nhắn Zalo tới nó thông báo trừ khi ví dụ em cần
nhắn tin chị. Em tạo tin game vô mặt khẩu đó, em mới coi được tin nhắn của chị. Mà mười mấy, hai chục người em đều ẩn hết ngoài cái nhóm đó ra. Hình như em phải nhắn tin lên. Gãy đi, thấy chưa? Gãy đi, gãy cho má thêm. Trời ơi, con phải biết trước. Sợt cái tin má, phải nhập cái mặt khẩu nó vô mới ra được tin nhắn của má. Nửa tiếng tí cái gì nó tới bây giờ nè, để tôi post lên cái lại cái bắt tiền. Bị giấu nó hay quá, giờ em là giống 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 gì ngủ lắm, mệt lắm, cả cả bao nhiêu ngày mệt cũng chết đúng không? Một khi mà đã giấu những cái chuyện sợ luôn làm chuyện này, đúng rồi, thấy like vô là biết rồi đó, giờ mày làm này mà mày giấu gì thì không ai coi được cái gì nữa, không ai xả đi, ghê vậy, em ơi, về kiểm tra liền chị. Dạ, má nói Tu Vi, chạy. Cảm ơn chị Tu Vi. Tu Vi, Tu Vi uống bia Tu Vi à. Dạ, cậu ơi, dạ, dạ, dạ. Bạn nhậu luôn đi, chạy. Bạn nhậu đi về. Bạn nhậu đi, uống cái xe chạy. Uống mà ngủ vô lớp bây giờ em mua vô em điện thoại chết mẹ luôn. Zalo có ẩn tin nhắn gì không? Vô cần 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 thực tế kêu Vi có bộ có báo em có kinh nghiệm lại hỏi lại anh còn chỉ chị Ly mà đúng rồi không em thấy chị mặc dạ hai má hai cái rồi khi mà em lướt vô hình em thấy chị chụp đúng không anh mới gửi em cái tin nhắn đó cái bộ mà. Luôn á cái bộ không mà em mua cho Nguyễn trả hay đâu đúng không? Cho không mình còn nào đó. Muốn sáng chất đi. Đấy đi chắc không có trời. Phải rưỡi. Dạ dạ dắt con đi chơi nha. Con đi ăn gì trễ quá. Sao nay chị không dắt chồng đi? Thôi đừng có nói vậy em bị có lỗi. Đừng nói vậy. Thôi giờ nó bé lên giường ngủ thôi. Ủa sao mà chồng đây? Chị, thật sự nè. Đến hai đến ngày cuối cùng em mới phát hiện là em bị rất là vô duyên. Tại vì nè, tại vì anh Văn Anh á là em chưa có đi chuyện anh với anh lần nào hết trơn á. Thì ý là cái tâm lý mà đi nè, mời chị Vi rồi. Mà thêm anh nữa liệu có phiền người ta quá hay không? Ý là mình sợ. Rồi thêm một bàn nữa là em biết là chị Vi đang có con nhỏ ở nhà. Em nghĩ là nếu mời mời vậy anh Văn Anh ảnh đi rồi con hôm nay coi mình nghĩ tùm lum chưa? Thì bây giờ đó mình sai quá cho mình đây nè. Kỹ rồi bây giờ kỹ lắm. Ai vậy? Kỹ lắm á. Vậy bây giờ là 3 tháng rưỡi. Bây giờ đụng thì bước không có nhiều vậy. Nhưng mà nha Vi, chịu dưỡng thôi. Vi nhớ đâu mà giá trị cũng trăng. Ai ai? 4.000 thôi tính. Đúng rồi, vậy là da đẹp lắm rồi đó. Diễn viên phải quay cực rồi nắng suốt rồi làm việc rồi độ ca rồi phải mất cúp thường xuyên rồi tùm lum hết trơn nha. Đâu có. Đây mà giá bây giờ là mấy năm nay y chang nhau đục năm bình hợp mới đi qua giá lên chứ nó y chang con bà đó mà có nhà bảo trong nhà không mà ban đêm mà mới xuất hiện ban ngày mà không xuất hiện nó là bên chủ dưỡng lắm mà có safari á nó là nó không có đâu em dưỡng mà em quay ngoài còn ngắn hơn đen thôi thôi mày không đi hay lo cho con quay xong đi về phục hồi lại á vài tháng nữa vài tháng phục hồi lại mới dưỡng tiền tại mới đầu là tôi anh sẽ làm serotonin gặp anh em nữa mà khi ra serotonin thì hả vậy sao bà học cho tôi gặp chị qua nó có biết ra đó cái nó không có option nhiều cho mình, nó đúng tốt cái bãi mà hồi Đông Nhi với ông Toàn Thắng rồi. Thì nó không có gì option với lại trong một phim mời nữa thôi. Đâu đừng nhận. Ở lại lại. Không gặp thấy mà. Qua kia thì quan thấy mọi người sẽ vui hơn tại vì nó không nhận nó trong cái năm đi cũng được. Mà ở trên đó cũng không hướng luôn. Nó cũng giống giống vậy nhưng mà có nhiều option lắm. Ngoài bãi biển là có nhiều lắm. Có già. Tụi mình thấy nó sớm vậy. Cứ vậy đây rồi. Sau này mình làm đó 100% đó mình mình kể lại đúng mang cái bên cũng có nhưng mà nó không cho mình lim vô giống như một là người ta đi phim kia hai là nó cho lim vô rồi bên đây nó cho là giống như vậy đó nếu mà mưa là có nguyên sẵn xong giờ chỗ tay là mọi người đã đều hiểu rồi thấy chưa đó là chỗ đó xem nó luôn dữ vậy mẹ mất nè con nói không ai mà bút ông này nhận hai phim một lúc nói chị là không cho nhận phim đóng hai phim một tuần bây giờ một tuần được công nghệ như nha quen không chú đang mình chú đâu nói gì đâu chị nó hiểu là luôn khí bật càng như đó với lại chị tao cũng chưa được
chưa đập sau, đúng rồi đúng không? Thì đấy, tôi kêu luôn. Đập sau là tự động. Không hề nói tiếng nghe. Mà đó là cái vấn đề. Chúng ta là rồi cho cô dân giờ sao? Ok là có cho không? Giống như đi chơi, không. Đi chơi, mình đi chơi. Con là phải ở đây, vậy thôi nghỉ luôn. Ủa biết anh hãy giận đó. Được chưa rồi.